Suốt cuộc đời tôi 72 tuổi tôi mới trồng được cái số tiền bây giờ. Đúng rồi. Chứ chưa bao giờ, chắc không có gặp nhờ cô này giúp đỡ thì chắc có suốt cuộc đời chưa có cầm được cái số tiền như vậy đó. Dạ thì mừng hôm đó một chín tiền đó rồi mừng quá rồi, chờ chí này nữa chờ cho cháu tôi nó đỡ khổ. Nói thật với cô cậu nha, 72 tuổi mới cầm được. Lớn gì vậy? Rồi, chào cô. Đây là Hoàng hả cô? Ừ. Ngồi xuống đi con. Rồi, ngồi xuống đi con. Hoàng. Hậu ở đâu rồi? Bị bệnh. Hai bà cháu xuống thăm. Đi hồi sáng hả bà? Thì tới đây không gặp cô cậu là giờ cái nghe tin là đi liền. Dạ, tại con chờ lấy đồ á, con hẹn với chị là 2 giờ á. Dạ. Là bà về hồi sáng rồi bà. Dạ. Hậu nó đòi về đây quá trời, nó để con ho hết bệnh rồi. À, nó bị bệnh hả? Dạ. Hoàng hả? Thằng Hoàng. Con thằng kia thân tình. Con có đi học không? Con đi học rồi hả? Nó có vấn đề giống như mày nó mà học. Hoàng lớn ghê nè. Hoàng mấy tuổi? Hậu nó có bằng tuổi Hoàng không cô? Hậu nó còn nhỏ, mới có 12 tuổi. Hậu 12 tuổi. Hoàng 15 à? Hoàng 16. Cái tên nó 16. Coi cái có bộ đồ nào cho nó. Rồi. Để... Áo thì vừa đó. Áo nào là Hoàng mặc vừa không? Hoàng ướm vào thử. Áo chắc vừa nè. Áo thì vừa. Con ướm thử đi. Đó. Không, áo vừa. Áo hai cái áo vừa. Vừa. Nhưng mà nếu không vừa thì để cho Hoàng cho Hậu hai đứa mà. Có cái Hậu có đi đẹp trai hơn thằng này. Hậu nó còn dữ hơn con. Dữ hơn hả? Dạ dữ hơn. Cảm ơn cô Lam Hoàng. Dạ con. Rồi. À, cái này là hai cái bộ đồ này là của cô Lam ở bên Mỹ á. Dạ là mua gửi cho hai cháu đó. Rồi, bỏ vào đó đi. Thì ví dụ cái nào mà Hoàng mặc không vừa thì Hoàng để cho Hậu. Nha. À, để Tết mặc có đồ mới. Đây có đồ đẹp mặc cho Hậu về đi. Ngoài cho Hậu về. Để Tết rồi mới thích cho về, giờ đang bệnh không có về được. Dạ. Không cần, thấy không? Cảm ơn chú đi. Để cảm ơn đi. Rồi được rồi, cảm ơn hồi nãy giờ rồi. Cái dạ. Này của cô. Cái này cùng cô Lam luôn. Cô Lam gửi. Cái này là con biết cái gì không? Biết gì không? Con. Chết cha, không phải. Chà bông. Cái này chà bông. Cái này chà bông là thịt heo họ làm khô á. Cái nào mình ăn thì mình lấy ra mình ăn. Có bây giờ con được ăn cái đó không? Không, con chỉ ăn cơm nè. Cơm nè. Cái đó ăn được. Cái đó ăn cũng ngon á. Con gòn. Con gòn, trời ơi, nói tội quá. Tội trời, đâu có được ăn đâu. Ai cho con đồng hồ đẹp quá à? Hư rồi đem đi sửa. Đi lượm cho cháu. Ngoài đi lượm á. Dạ, người ta cho hả? Rồi quá à. Dạ thì cô ơi, hôm nay là có được mấy anh chị có gửi quà thì con đem lên đó rồi đó, của cô Lam đó, với và một số anh chị khác thì gửi ít tiền để con đem lên cho cô. Dạ thì đây của cô Lam ở bên Mỹ là có gửi cho cô là 50 đô thì con đổi được 1.160.000. Chị Thúy thì ở Việt Nam, chị gửi 50 đô, đổi 1.160.000. Một cái chị Giang này ở dưới Đồng Nai á, có gửi 1.000.000. Chị Loan này cũng ở Đồng Nai luôn, gửi lên 1.000.000. Và cái cô Quỳnh Phan ở Mỹ có gửi cho 100 đô, thì con đổi được 2.320.000. Tất cả 5 người này thì con cộng lại số tiền là 6.640.000. Dạ, thì con gửi cho cô đây. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cô coi cho con dùm đủ không? 6.640.000 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đủ rồi. 6 đủ rồi. Dạ. Tiền này để dành đóng tiền nhà trọ. Rồi dạ. Bà mua cái gì ăn vô đi. Ăn thêm vô. Khỏe vô. Cái này là để cảm ơn cô cậu giúp đỡ là Chúa ban phước lành cho cô cậu đi. Dạ, cái này là của các anh chị, nói chung là của các anh chị ở Việt Nam và nước ngoài gửi.
Thì cảm ơn cô, nhờ cô cậu mới có chứ làm sao suốt cuộc đời tôi 72 tuổi tôi mới trồng được cái số tiền bây giờ. Đúng rồi. Chứ chưa bao giờ chắc không có gặp nhờ cô này giúp đỡ thì chắc có suốt cuộc đời chưa có cầm được cái số tiền như vậy đó. Dạ thì mừng hôm đó một chín tiền đó rồi mừng quá rồi, chờ chín này nữa chờ cho cháu tôi nó đỡ khổ. Cầu xin hiểu. Chúa ban cho hai vợ chồng rộng các cô các chú mà chú bà đó giúp đỡ. Cầu nguyện cho mấy cô cho, mấy chú được khỏe mạnh. Cho khỏe mạnh. Dạ rồi, cảm ơn cô. Thì con cùng nhận xong thì con chỉ có đem lên giúp cho cô ạ. Đây cái là phần quà này là của các anh chị. Thì cô nhận được số tiền này cô đều có đóng trọ. Thì cũng như là dạ. Đóng trọ chứ không có. Đúng rồi, đóng tiền trọ nè. Rồi cô mua thêm cho mấy cháu mấy bộ đồ này, mua thêm đồ ăn cho cháu ăn với. Đừng cho nó nhìn nó thiếu thốn, không hơi tội á cô. Mừng không con, nói đi cho các cô các chú mừng. Cảm ơn đi, con cảm ơn đi. Con cảm ơn con nói là hai cô cậu kìa. Rồi, được rồi. Trời ơi, thấy tội. Nó có cái gen ra học không được. Mẹ con đâu rồi, nói đi. Rồi. Sao mẹ chết họ? Ở với bà ngoại hả? Ai nuôi con? Ngoại nuôi con hả? Mẹ mà con được đi học ha, thấy tội quá hả? Dạ. Ăn một gà cô giáo cô giáo nói một tiếng vậy? Á còn vô nha vô ăn kẹo quá hả cô nói tiếng nữa là xé tập cho cô á rồi đi về giống mẹ dạ thôi cái gen nó giống mẹ đó. Còn hầu thì đâu có hầu, sao không hầu có đi học không cô không cũng đi hầu cũng đi học trời ơi đi làm bé trai sáng nay mới nghe chị hết hồn đi làm bé trai với ai đi với con của bà trời đi đi nghe tin nó bệnh đi lên là hết bệnh rồi qua cho con về với ngoại đi con không ở đây với bà nữa thôi con ráng đi qua tết rồi qua tết ngoài rồi, bà cô rước nó về dạ, đi để dạ, mà có để anh có em nhà đã, rồi dạ anh em nó đoàn tụ dạ cho con anh lên có em. Đi về mà nó khóc nó thôi con ở lại đây rồi tết rồi ngoại lên rồi rước con về trước là cúng để con tưởng cho mẹ con ở với ngoại à để con được gần mẹ con. Trời sáng chị nghe nói thằng bắt nhỏ đi lượm với trai chị hết hồn luôn. Trời nó đi lượm nó chắc... lượm nó là về bây giờ nó bị trúng gió nó bà mới cho nó về đó để cho nó đi học đi hành hết chứ không có cho học mà còn mấy đứa nhỏ kia còn không đi học làm sao phụ hậu được đi học đâu. Rồi Hoàng có nhớ em không? Nó lên cố tình lên là dẫn nói đi nói cho chú nghe mà... đi nói làm quen à... trả lời rồi trả lời rồi con được mấy đứa em? Hai đứa em một giờ em hậu bé gái con à bé gái con chứ lên à. Con với hai dàn hậu con chỉ có hai đứa em thôi à con về hai đứa em mà em gái con đâu rồi sợ nó đi cái con đường của mẹ nó dạ rồi con biết rồi rồi mai mốt đưa hậu về ở cho có anh có em cho vui ha. Rồi con sau này con lên lớn lên con thích làm gì không? Mắt đẹp ghê hả có đi làm gì để nuôi bà ngoài không chứ giờ sau này ngoài lớn tuổi rồi ngoài già đó rồi sẽ kiếm gì con nè ngoài kiếm việc cho con làm à ngoài kiếm việc cho con làm hả nó cứ theo kiểu hoài mai mốt qua cho hoàng đi làm theo hoài sao cái tay bị cái gì vậy cái ngón tay cái vậy cái tay bị tật hả cái này. Sau này Hoàng thích làm cái gì sau này Hoàng thích làm cái gì không biết luôn không biết hết tội con nói con cảm ơn cô cậu rồi cảm ơn rồi cảm ơn rồi bà ngoại thấy tội lắm à đấy năm nay có đồ đẹp mặt đó cái rồi cảm, cảm ơn cô mới được con cảm ơn cô rồi 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 con phải ngoan nha ngoan luôn ngoan cái trà bông đó Hoàng đem về để dành ăn với cơm không có hộp gà thì ăn với cơm trà bông kêu bông gòn không thì ăn với cháu cũng được nha chưa ăn cái này chưa biết chưa ăn chưa biết chưa biết tội nói lộn nói lộn ngoài cho con ăn cái gì cho dí hạt, dạ dí hạt, tức là ôi, này có cơm này, nước thịt ba này cô Hằng mới nhìn thấy nè, à. Chú Hảo quay nè, dạ. Đeo chúa đàng hoàng nè, bà có hay đi lễ không? Có. Thôi thì bà đi lễ, bà cầu nguyện. Bà có đi thường xuyên không? Có. Dạ, tuần nào cũng đi ạ? Thì bởi vậy mới có bạn mới cho cái máy. Dạ. Đâu, sáng khoe ai cho máy của cha Long? À, máy 300 dòng... 300 bài giảng. 300 bài giảng hả? À. Đi lễ giờ có bạn nguyện. Rồi. Cô đó cô cho... bữa chiều nào đi cổ cũng đợi ngay cửa đó dạ bữa con cho chuối đâu rồi nhà thờ mới nói thật với cô cậu nha 72 tuổi mới cầm được
chưa biết trồng được. Dạ. Nếu mà ma sơ của bà mà không chết chắc có giờ bà cũng khỏe lắm rồi. Cái số phận như vậy. Số phận của mình nó không mẹ bây giờ có ma sơ chết bỏ lại. Bỏ đạt mấy chục năm đó. Rồi sau tự dưng cái là trở về chị Chúa là mừng chị lắm. Chị có biết đâu. Dạ. Chị cho gạo hơn năm nay rồi chị đóng tiền cái ra đây cảm ơn thì chị nói thôi bà cảm ơn Chúa đi, đây là hồng ân Chúa ban cho con chứ đừng cảm ơn con. Cái bắt đầu mới nói ra là tôi bỏ Chúa thì là tôi mới ao ước tôi quay về với Chúa thì cô giúp đỡ cho tôi. Năm nay trời ơi đồ mới nha Hoàng nha. Năm nay đồ mới ôm hồi nãy giờ luôn hả? Thích đồ mới không? Thích đồ mới quá hả? Thích quá. Cái mấy năm mà chừng tuổi này 16, Tết ngay 16 tuổi chưa được mua đồ mới mà. Thằng kia cũng vậy. Vậy, phải nhớ mua đồ mới cho hạn á. Ờ, nhớ nhờ. Tết tới rồi bà nhớ dùng con bà đi xưng tội cho con nha. Dạ, chị đó. Thế kênh ngày nào cũng đi hết mà. Trừ ra khi nào đi làm rồi là bà về tối về đọc kinh. Đọc có cái máy kinh á. Là cứ nằm cứ ngày kể. Máy đó là của Trang Long hồi trước con cho bà một cái mà. Ừ. Dạ, vậy con có hai cái. Ồ, con có hai cái hả? Với ba cái dây kia thì cổ này ba con một cái, hoài một cái, con một cái. Cái ba cái con. Ba con là kêu kêu chứ. Ba con cái này cậu năm. Ba con tên là cậu năm. Quấn lắm á, mới kêu bằng ba đó. Chứ cậu năm không à. Giờ cô Hằng nói con nghe thôi, mọi chuyện nó đã lỡ rồi. Con không có được thù hành ông nữa nha con. Nha. Dạ, cậu mình... chưa, cậu chưa nghe nó biểu để nó lớn chút nữa. Sáng nay nó tính sổ giọng á. Thôi rồi mà. Con giọng mà mẹ nó chết. Không có, đấy là ai người ta làm nên tội thì để người ta chịu tội con ha. Con không được tù hành ai nha. Chúa dạy mình mà phải tha thứ cho kẻ có tội mà. Chúa đến với người tội lỗi chứ Chúa đâu đến với người công chính đâu. Phải tha thứ cho họ. Ở nhà ổng đói ổng xiêm nên ăn cơm. Ông tự lấy đi. Nó giận ổng á. Ổng nướng. Ở nhà tôi sai nó không có được. Chết trai với bộ. Mỗi tội xuống răng nè. Ăn hột gà mà xuống răng. Xuống răng là tại sao vậy? Sao xuống răng vậy mà? Tội Hoàng, cô hỏi sao con không trả lời? Không biết. Rồi sao nó đâu có ăn cái gì đâu mà lại răng lại như vậy thôi. Siết răng. À chắc cái đó đó. Siết răng. Mày nói vậy mày để nằm nhân vợ con này con sợ đau lớn con không muốn nào. Đâu muốn làm muốn sợ đau rớn muốn làm để tội trai với bộ hôm nó cái chân nó đi cũng bác sĩ cũng cho bác sĩ không có đi rồi vậy thôi cô ha hôm nay con lên con gửi cô xong rồi con xin phép cô rồi con chào cô chúc làm cho vợ chồng cô các chú cho bà cháu tôi cảm ơn cô cậu nhiều nha. Dạ rồi thôi con cảm ơn cô rồi dạ thì có gì con cứ liên lạc dạ dạ rồi cô yên tâm dạ rồi chú chào Hoàng nha. Dạ hồi nãy mình thấy bé Hoàng á rất là thích một cái trà bông và khi mình đi thì mình cũng biết bé nó thích cái gì mình không có mua gì hết mà bây giờ hồi nãy thấy bé rất quá thích cái trà bông cho nên mình quyết định mua ít trái cây để đi đưa cho bé bây giờ mình tranh thủ mình đưa cho bé đi thấy bé dễ thương quá. Thấy tội quá, thiếu thốn quá. Cho nên là bây giờ mình chạy tới mình đưa cho bé đi. Cho bé vui vẻ. Đây, hai bà cháu nè. Hoàng ơi! Mẹ cô cậu kêu. Dạ. Xe đứng sát vô. Dạ. Thấy Hoàng thương quá, cưng quá. Cho nên sao hai bà cháu đi nhanh dữ vậy? Mua trái cây cho Hoàng à. Cô chú mua trái cây cho Hoàng nha. Cảm ơn ạ. Ừ, rồi, về ăn nha. Dạ rồi thôi bà về, hai bà cháu về. Dạ. Hai bà cháu sát nhà rồi các bạn, sắp tới nhà rồi. Thấy thương quá.